Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Trong video ngày hôm nay thì như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi mà trước giờ các bạn vẫn hay đặt cho mình ở trong phần comment. Mình không thể trả lời hết được nhưng mà hy vọng là mình sẽ có thể trả lời được đa số những thắc mắc của các bạn. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau: nếu em dùng kem chống nắng cho cả hai buổi sáng chiều thì buổi trưa em có cần dùng nước tẩy trang tẩy lớp kem chống nắng đó không, hay chỉ rửa mặt rồi áp đi lớp kem mới lên đến cuối ngày thì mới tẩy trang? Thì cái này là mình nghĩ là kiểu như nó thuộc về cái khoảng thời gian mà các bạn có nhiều thời gian rảnh hay không, với lại là cái thói quen dưỡng da của các bạn như thế nào. Thì riêng đối với mình á thì buổi sáng này mình sẽ bôi kem chống nắng lên, đúng không? Là trước khi mình bôi kem chống nắng thì mình phải có toner này, có kem dưỡng ẩm rồi sau đó mới đến kem chống nắng. Thì buổi trưa về mình bình thường á thì mình sẽ lấy nước tẩy trang, mình lau sạch mặt rồi mình xuống rửa lại với nước, rồi mình mới lên, mình mới apply lại toner, kem dưỡng với lại là kem chống nắng, bởi vì mình cảm thấy là cái lớp kem chống nắng ở trên da của mình khoảng 5-6 tiếng buổi sáng như vậy á, thì ngoài việc là da của mình có tiết mồ hôi nè thì nó còn chịu tác động của kiểu như môi trường á, khói bụi, bụi bẩn rồi, nên lúc mà mình về nhà á thì mình cảm giác là da của mình rất là bẩn, nên lúc nào mà mình cũng kiểu như phải lau đi trước, phải tẩy trang cái lớp đó đi rồi xong mới rửa mặt rồi mới áp lên một lớp mới hơn. Mình nghĩ là nếu mà mình chỉ rửa mặt rồi sau đó mình lại lên thêm một lớp kem chống nắng nữa thì da sẽ rất là dễ bị bí, rồi rất là dễ bị lên mụn. Rồi bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Chị ơi, cho em hỏi, em dùng Cushion có chỉ số SPF 50 PA cộng 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 thay cho kem chống nắng được không ạ? Hay em phải dùng thêm kem chống nắng? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì đầu tiên mình muốn nói với các bạn, cái quan niệm của mình á là kem trang điểm không thể nào thay thế được kem chống nắng. Bởi vì cái Cushion lúc mà mình make up, lúc mà mình tán lên á thì thứ nhất là rất là dễ trôi, nó rất là mau trôi đi, nó cũng rất là dễ bị oxy hóa, thì cái khả năng chống nắng của nó sẽ không được bền vững. Và một cái thứ hai nữa, nếu mà các bạn sử dụng Cushion để make up hàng ngày, để thay cho kem chống nắng hàng ngày, thì có nghĩa là bạn sẽ phải trang điểm hàng ngày, và như vậy thì rất là hại da. Có một khoảng thời gian mà mình ngày nào cũng đánh Cushion hết, và sau đó thì kiểu như mặt mình nó đã bùng cháy, nổi lên một đống mụn mà rất là ghê. Vì vậy thì mình khuyên các bạn là nếu mà da các bạn có nhiều khuyết điểm mà các bạn muốn che phủ á, thì thay vì sử dụng Cushion hàng ngày thì các bạn nên sử dụng các loại kem chống nắng mà nó có kiểu như một tí che phủ ở trong đó, giống như của Biore nè, của Skin Aqua nè, của Innisfree nè, thì đều có những cái dòng mà lúc mà lên da nó sẽ giúp nâng tone da lên một tí xíu, rồi nó còn có tác dụng che phủ nữa. Thì mình nghĩ những cái loại nó sẽ thích hợp để sử dụng hàng ngày hơn là Cushion ha. Câu hỏi thứ ba mà mình nhận được thì nó có nội dung như sau: chị ơi, chị có còn sử dụng bộ sản phẩm gel râu má của Gowon không ạ? Thì có một cái khoảng thời gian á thì cái bộ sản phẩm gel râu má của Gowon là một cái bộ sản phẩm mình thật sự rất là thích, bởi vì nó giúp mình trị mụn rất là nhanh, rồi nó cũng làm cho da mình được ẩm trong quá trình trị mụn nữa, chứ nó không có khiến cho mình bị khô. Nhưng mà khoảng một khoảng thời gian sau đó thì các bạn biết là đối với cái sản phẩm chấm mụn á thì mình sẽ phải đổi một cách rất là thường xuyên, nếu không thì kiểu như da mình nó sẽ dễ bị lờn á. Mà bản thân mình cũng vậy, lúc mà mình sử dụng dù là cái Bye Bye Blemish Drying Lotion, cái lọ màu hồng hồng mà nó đặc đặc á, hay là cái tuyết chấm mụn của Du cộng, Du Plus, hay là bất cứ cái sản phẩm chấm mụn nào khác thì nó cũng chỉ có tác dụng với mình trong một khoảng thời gian thôi. Nên đối với gel râu má của Gowon cũng vậy, khoảng tầm 2-3 tháng sau khi mà mình sử dụng cái sản phẩm đó để trị mụn á thì mình cảm thấy là lúc mà đi lên da mình á nó không còn có hiệu quả được như trước nữa, nên mình cũng kiểu như ngưng sử dụng và tiếp tục sử dụng một cái sản phẩm mới. Nhưng mà mình hoàn toàn kiểu như không ghét bỏ cái sản phẩm đó một tí xíu nào, bởi vì cái khoảng thời gian đầu lúc mà mình sử dụng á thì nó giúp mình đẩy mụn ẩn lên rất là nhanh nè, rồi còn giúp cho nốt mụn xẹp cũng nhanh nữa, mà lại không kiểu như da không có bị khô á, nó vừa ẩm mà nó lại vừa hết mụn nữa, và nó là một cái điều mà mình cảm thấy là rất ít sản phẩm có thể làm được. Tiếp theo mình nhận được thì có nội dung như sau: bạn có thể chia sẻ kem trị thâm mà bạn dùng được không, và mình cũng là da hỗn hợp thiên dầu. Thì
cái loại game chị thân mà mình cảm thấy kiểu như có tác dụng nhất với mình cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn là game nghệ của We Care. Và bởi vì da mình vẫn chưa lờn sản phẩm này nên kiểu như mình cũng không có nhu cầu nhiều muốn đổi á. Và có những cái sản phẩm mà mình cảm thấy là nó có thể giúp bạn trị thâm, ví dụ như là các loại mặt nạ nè, các loại serum vitamin C nè. Mình cảm thấy là serum C có tác dụng rất là tốt trong việc làm sáng da. Và cả kiểu như để trị thâm nữa thì serum C hoạt động cũng rất là tốt. Tuy nhiên serum C sẽ không phù hợp với những bạn nào mà da quá nhiều mụn hoặc là da quá nhạy cảm. Thì cái loại serum C mà mình thích nhất cho tới thời điểm hiện nay á thì vẫn là serum C của OSC 21.5. Mình sẽ để tên của sản phẩm ở dưới này nha. Hỏi tiếp theo mà mình nhận được là chị có sử dụng sản phẩm mặt nạ của Freeman không và loại nào tốt? Thì Freeman mình có sử dụng và mình cảm thấy cái loại mà tốt nhất của nó thì có thể là mặt nạ đất sét, mặt nạ clay mask của Freeman, thì mình cảm thấy loại đó rất là ổn. Thậm chí bản thành phần của nó còn được so sánh như là đúc của Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, nên mình cảm thấy đây là một sự lựa chọn kiểu như nó vừa rẻ hơn mà nó cũng rất là thích hợp cho những bạn nào có da tương đối nhạy cảm. Bởi vì một số bạn thì da kiểu như quá nhạy cảm á, xong lúc xài Kiehl's sẽ cảm thấy là châm chích quá nhiều và kiểu như không có chịu nổi. Thì cái clay mask của Freeman là một lựa chọn rất là thích hợp. Có một câu hỏi mà mình thấy các bạn cũng hay đặt ra cho mình, đó là tóc mình nó là màu gì? Thì cái tóc của mình á, căn bản lúc mà nhuộm á thì mình sẽ bảo họ là nhuộm cho mình cái màu nâu sô cô la, là màu nâu mà nó có hơi ánh đỏ một tí xíu, nhưng mà để tầm 1-2 tháng thì nó sẽ phai ra cái màu giống như thế này. Có một bạn đặt câu hỏi cho mình là dùng mặt nạ gì là tốt nhất, thì câu hỏi này nghiêm túc là mình không thể nào trả lời một cách trọn vẹn được, bởi vì cái này là tùy vào da của chúng ta nữa, đúng không ạ? Nếu mà da của các bạn đang kiểu như có nhiều mụn đầu đen nè, rồi da tiết quá nhiều nhờn thì các bạn hãy tìm đến những cái loại mặt nạ ví dụ như là mặt nạ đất sét. Còn nếu mà da các bạn kiểu như nó đang thiếu ẩm á thì nên tìm đến các loại mặt nạ giống như là mặt nạ giấy này, rồi mặt nạ ngủ này. Thì hai loại mặt nạ đó thì mình cảm thấy là kiểu như có tác dụng cấp ẩm rất là tốt, cấp ẩm cấp nước rất là tốt. Ngoài ra thì còn có các dạng mặt nạ lột nữa, nhưng mà mặt nạ lột thì cũng giống như mình nói trong video những sản phẩm gây thất vọng rồi đó, thì đối với mình mặt nạ lột nó không có cái tác dụng gì hết trơn, nên nói chung là mình không có cái sản phẩm mặt nạ lột nào yêu thích hết. Có một số bạn thì vẫn thường hay thắc mắc và hỏi mình là kiểu như mình hay mua sản phẩm ở đâu, mình hay mua mỹ phẩm đồ ở đâu. Thì trong video ngày hôm nay dưới description box mình sẽ để link một số shop mà mình thường hay mua sản phẩm ở đó, thường hay mua mỹ phẩm ở đó. Cái này thì không phải là mình PR cho bất kỳ shop nào đâu, nhưng mà kiểu như mình cảm thấy nếu mình biết thì mình cũng có thể chia sẻ với các bạn. Bởi vì những cái shop này thì theo mình đánh giá một cách tổng quan á thì nó order hàng rất là uy tín nè. Có một số shop còn không không bắt các bạn đưa cọc trước nữa, nên như vậy thì rất là tiện. Là có nghĩa là họ bạn muốn order sản phẩm nào họ sẽ order về cho các bạn, rồi các bạn sau đó mới trả tiền cho họ sau. Hỏi tiếp theo, chị ơi nếu dùng kem chống nắng dạng sữa thì có áp dụng được cách cho ra tay xoa xoa xong áp lên mặt được không? Thì đối với bất cứ các loại sữa rửa mặt nào dạng sữa mà nó có tạo bọt thì các bạn đều nên cho ra tay, sau đó tạo bọt ở trên tay trước rồi sau đó mới xoa massage đều lên mặt hơn. Còn đối với các loại sữa rửa mặt mà kiểu như nó không tạo bọt mà nó bản thân nó đã nhẹ dịu rồi đó, thì mình nghĩ là các bạn có thể đưa trực tiếp lên mặt rồi bắt đầu massage cũng được, mình nghĩ là như vậy. Rồi, một câu hỏi nữa mà mình thấy các bạn cũng hay đặt ra cho mình, đó chính là mình dùng son móng tay của hãng nào. Thì trong cái video vlog đầu tiên mình làm á, là dẫn các bạn đi vòng vòng trong trường Đại học Đà Lạt á, thì mình cũng có nói rồi, đó chính là mình sử dụng son móng tay gel của hãng Gelac.
Cái hãng đó thì là một cái hãng sơn móng tay gel, nó cũng rất là nổi tiếng và cái màu sơn của nó cũng rất là đẹp và mình thấy là nó bám trên tay cũng lâu nữa. Mà kiểu lúc mà lên trên móng của mình thì mình thấy nó cũng không làm hại móng mình nhiều cho lắm. Mình sơn móng tay rất là liên tục nhưng mà móng của mình vẫn không có bị vàng, cũng không có bị mỏng đi, cũng không có bị yếu đi. Nói chung là mình rất là thích loại sơn này. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên là mình trả lời những câu hỏi của các bạn về những cái tips, về những cái thắc mắc của các bạn trong quá trình chăm sóc da, trong quá trình làm đẹp các thứ. Còn phần sau này là những câu hỏi kiểu như các bạn hỏi về thông tin của mình thôi á. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trả lời. Đầu tiên thì có nhiều bạn hỏi là mình học Đại học Đà Lạt thì mình học khoa gì? Thì mình học khoa sư phạm, Anh văn K40 và mình học ngành sư phạm Anh. Câu hỏi thứ hai mà mình thấy cũng nhiều bạn hỏi thì là mình có người yêu chưa và hiện tại mình đang làm công việc gì? Thì mình chưa có người yêu, mình không có người yêu, không ai thèm yêu mình hết nên mình cũng muốn có người yêu lắm nhưng mà không ai thèm để ý tới mình hết nên thôi mình vẫn sẽ là một kiểu người lần vào lần vần, xong để có người yêu thì chắc cũng phải tầm 2-3 năm nữa nếu một người nào đó xuất hiện xong rồi thích mình thì mình sẽ thích lại. Còn hiện tại mình đang làm công việc gì thì mình chỉ là một sinh viên thôi và mình không có công việc làm thêm bởi vì mình không có biết chạy xe. Mình rất là thích công việc chẳng hạn như là bán shop nè, rồi mình thích phục vụ nè, đi làm mấy cái công việc part time đó kiểu như để vừa có tiền lương và vừa chi gọi như là trau dồi được kinh nghiệm á. Nhưng mà mình không có biết đi xe, mà cái chỗ nào mà mình thấy mình muốn làm thì nó cũng cách xa nhà mình quá trời luôn mà không ai chở mình đi đó. Mình nghĩ là nếu mà mình có bồ á thì chắc bồ mình cũng sẽ chở mình đi. Nhưng mà mình có làm thêm một số công việc ở nhà, ví dụ như là mình có bán shop nè, mình có nhập hàng kiểu như second hand về rồi bán. Ngoài ra thì mình còn dạy thêm tiếng Anh nữa cho mấy em nhỏ 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 vậy nè. Thì nói chung là đó cũng là những công việc giúp mình trau dồi thêm kinh nghiệm. Ngoài ra thì cũng có lương nữa, có lương kiếm tiền mua đồ sản phẩm để review cho các bạn. Hỏi thứ ba mà mình cũng hay nhận được đó chính là Facebook của mình là gì. Thì chỉ riêng trong video ngày hôm nay thôi mình sẽ để link Facebook của mình ở dưới description box và cả ở link Instagram nữa nếu mà bạn nào kiểu như thích kết bạn với mình, thích coi mình post ảnh nhảm nhí. Thì bình thường mình không hay post status lên Facebook hay Instagram gì đâu, mình chủ yếu là up ảnh thôi, up ảnh để sống ảo thôi chứ cũng không có tâm sự gì nhiều trên đó lắm. Nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn có thể kết bạn với mình nha. Và bình thường thì mình không có check cái friend request nó thường xuyên á, nên nếu mà bạn nào kiểu như xem video này mà muốn kết bạn với mình thì hãy inbox trước cho mình, thì mình sẽ check cái phần phần tin nhắn đang chờ. Xong những cái bạn nào mà có follow first date, có quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của mình thì mình sẽ gọi là accept friend request hết. Thì rồi, thì video Q&A ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Mình biết là mình vẫn chưa thể nào trả lời hết được tất cả những câu hỏi mà các bạn đặt ra, nên đương nhiên là mình sẽ có thêm những video ngồi xuống và trả lời như thế này nữa. Hy vọng các bạn thích video và nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe channel của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.